cáo lỗi. Xin cáo lỗi cùng quý Phật tử, sau khi đọc lại tập 1, 2, 3 Đường về xứ Phật về vấn đề hỏi đạo. Lúc bấy giờ chúng tôi trả lời cho những người đang theo tu học tại tu viện chứ không có ý định in thành sách, chỉ nghe giảng học để tu, nhưng quý Phật tử rất quý trọng những lời giảng này nên nghe và ghi lại đánh máy in thành sách chúng tôi dự định chương trình sau khi thuyết giảng xong giáo án đường lối tu tập của đạo phật là chúng tôi ẩn bóng vì đức phật đã dạy có danh có lợi thì nên ẩn bóng sau khi giảng xong giáo án thì chúng tôi nhận được một tài liệu do cháu trúc một phật tử nghe băng và đánh vi tính chúng tôi đọc thấy còn nhiều thiếu khuyết nên nhuận lại thành sách nhưng vì muốn thu ngắn thời gian để đi ẩn bóng chúng tôi nhuận lại ngắn gọn. Sau khi sách được lưu hành, thì chúng tôi nhận được rất nhiều thư của Phật tử gửi đến, thưa hỏi về cách thức thực hành 37 phẩm trợ đạo của Đạo Phật. Nếu chúng tôi không trả lời mà đi ẩn bóng, thì phụ lòng những người có tâm tha thiết cầu đạo với một tâm thành. Vì thế, sau khi nhuận lại tập một làm sáng tỏ đường lối tu tập của Phật giáo, thấy gần một ngàn trang giấy chúng tôi chia làm ba tập nếu có ai đã được đọc tập hai và tập ba cũ thấy tập hai và tập ba mới tức là tập hai và tập ba nhuận lại không giống tập hai và ba cũ là vì lý do này như vậy chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý phật tử hết tập hai